Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Không có vùng cấm trong các đại án tham nhũng. Tăng lương công chức viên chức không thể nợ mãi nữa. Trước làn sóng nghỉ việc, Đồng Nai đã hỗ trợ kinh phí cho gần 900 y bác sĩ. Biểu tượng của ngành y. Và sau đây là các nội dung chi tiết, mời quý vị đón xem. Không có vùng cấm trong các đại án tham nhũng. Quý vị thân mến, vụ dàn lãnh đạo tỉnh Hải Dương bị kỷ luật đối mặt với vòng lao lý liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á đang xôn xao dư luận. Trên thực tế, vụ thổi giá kit test của Việt Á không chỉ liên quan đến tỉnh Hải Dương mà đã kéo theo nhiều quan chức cao cấp của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y 103, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cục vụ và lãnh đạo các địa phương, các sở y tế, các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC địa phương. Riêng với tỉnh Hải Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Cùng với khởi tố vụ án, Cơ quan Điều tra tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, khi được xác định đã nhận của Việt Á số tiền lên tới 27 tỷ đồng. Đổi lại, Việt Á được ký 5 hợp đồng với tổng giá trị hơn 151 tỷ đồng tại tỉnh này. Khi sự việc vỡ lở, ngày 21 tháng 12 năm 2021, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã chủ trì hội nghị lần thứ 48 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan sai phạm tại CDC Hải Dương. Đáng chú ý, tại hội nghị này, ông Thăng nhấn mạnh sai phạm của ông Tuyến là rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Sau đó 2 ngày, ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án mua sắm trang thiết bị từ thời điểm bắt đầu năm 2020 đến thời điểm đó. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương tổ chức kỳ họp thứ 5 do ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì. Nhận thấy ông Phạm Duy Tuyến với cương vị Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương khi thực hiện việc ký hợp đồng mua sắm, thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã vi phạm các quy định của luật đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương sau đó quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến. Tưởng vụ việc đã dừng lại tại đó, tuy nhiên, trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 8 năm 2022, tại kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra nhận định, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ để công ty cổ phần công nghệ Việt Á độc quyền bán bộ kit xét nghiệm và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định. Một số cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Trách nhiệm đối với những vi phạm này thuộc về Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Dương Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nguyên trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Lương Văn Cầu, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Trọng Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Tới ngày 16 tháng 9 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các cá nhân Triệu Thế Hùng, Lương Văn Cầu, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng,
cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái, khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phạm Mạnh Cường. Đó là những hình thức kỷ luật rất cao trong Đảng, kể cả đối với Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy. Nhìn lại quá trình xử lý kỷ luật giàn lãnh đạo tỉnh Hải Dương mới thấy, quy trình kỷ luật là rất chặt chẽ, không nương nhẹ, không có vùng cấm. Cũng cần nhắc lại, liên quan đến Việt Á, tới nay, cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can. Trong đó, Giám đốc CDC Hải Dương và các cá nhân liên quan chính là các bị can bị khởi tố đầu tiên ngày 17 tháng 12 năm 2021. Nhìn vào những động thái mới nhất tại tỉnh Hải Dương liên quan đến Việt Á, càng thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ngày càng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Nhân dân càng tin tưởng vào cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó là cuộc chiến không có vùng cấm. Tăng lương công chức viên chức không thể nợ mãi nữa. Thưa quý vị, mặt bằng giá mới đã được hình thành sau các biến động liên tục của giá xăng dầu. Lạm phát cộng dồn 3 năm qua đã khiến giá trị đồng tiền hao hụt đi rất nhiều, trong khi lương cán bộ công chức viên chức suốt 3 năm qua chưa tăng. Khi giá xăng dầu đã tương đối giảm vào đầu tháng 9 năm nay, đã có một câu hỏi được đặt ra rằng tại sao giá hàng hóa thiết yếu vẫn không chịu giảm? Câu trả lời đơn giản, tính bảo thủ trong giá cả hàng hóa dịch vụ. Trên Thanh Niên, một chuyên gia kinh tế cho rằng chính vì tính bảo thủ rất khó thay đổi này nên đã thiết lập được mặt bằng giá mới, giá cả không có ý định giảm. Ví dụ như giá dịch vụ cắt tóc hay giá thành bát phở khi đã tăng lên thêm 5 đến 10.000 đồng rồi thì sẽ không giảm nữa. Mặt bằng giá mới rất khó trẻ hoe bằng con số phần trăm trong lương, thu nhập bình quân. Nhưng có một điều chắc rằng, người dân sẽ phải trả nhiều hơn cho cùng một hàng hóa, dịch vụ. Lương cán bộ công chức đáng lẽ đã tăng từ tháng 7 năm 2020 theo lộ trình. Nhưng vì những khó khăn do đại dịch, việc tăng lương đã tạm dừng. Dừng qua năm 2021, dừng luôn cả năm 2022. Không thể nói khác được, đó là sự hy sinh của những người hưởng lương và cũng là món nợ không thể nhây thêm nữa. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu vừa xác nhận một thực tế là thu nhập của công chức viên chức khu vực công còn thấp. Thấp, cộng thêm việc phân phối cứng nhắc Cao Bằng chính là một trong 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng chuyển dịch từ khu vực công sang tư. Là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách tiền lương, ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn lương cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng ngay vào đầu hoặc cùng lắm là giữa năm 2023. Tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022, hôm 18 tháng 9, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, Học viện Tài chính cũng đề cập đến một sự kích thích mới mà chỉ đơn giản là việc tăng lương, bởi hiệu quả cao sẽ tạo ra ngay từ một chính sách được cho là một đơn giản, dễ hiểu và trực tiếp. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 năm 2022 ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với dự toán ngân sách cả năm, 1,411 triệu tỷ đồng dù chỉ còn 4 tháng nữa mới kết thúc năm, nhưng số thu ngân sách đã gần đạt kế hoạch cho cả năm. Có nghĩa rằng, không phải chúng ta không có tiền để trả món nợ tiền lương đã nợ nhây suốt 3 năm qua, và thật ra cũng không có lý do nào để nợ nhây thêm nữa. Trước làn sóng nghỉ việc, Đồng Nai đã hỗ trợ kinh phí cho gần 900 y bác sĩ. Thưa quý vị, trước làn sóng y bác sĩ nghỉ việc trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ kinh phí cho 879 bác sĩ. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thu hút được 18 bác sĩ về Đồng Nai, 9 người ở tuyến tỉnh, 9 người ở tuyến huyện, hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho 95 bác sĩ và hỗ trợ kinh phí đối tượng nữ cho 49 bác sĩ. Ngày 19 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian qua, ngành y tế đã triển khai thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020. Cụ thể, chính sách thu hút từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 đã có số bác sĩ nhận chính sách thu hút lần 1 là 18 người, bao gồm 9 người ở tuyến tỉnh, 9 người ở tuyến huyện, hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho 95 bác sĩ và hỗ trợ kinh phí đối tượng nữ cho 49 bác sĩ. Chính sách hỗ trợ năm 2022
đã hỗ trợ kinh phí cho 879 bác sĩ và tiếp tục hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú 5 người, theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo nghị quyết số 02, ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020. Mức thu hút chi từ 100 đến 150 triệu đồng trên một người, cùng các quyền lợi đi kèm như được giải quyết nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ đối tượng là nữ. Đối với mức hỗ trợ từ 360.000 đồng đến 2,4 triệu đồng trên một người trên một tháng đối với từng đối tượng. Tuy nhiên, ở nghị quyết này không đề cập đến các đối tượng như điều dưỡng, hộ sinh, nhân viên y tế khác. Trong khi đó, đối với chính sách hỗ trợ, bác sĩ đang làm việc hiện nay chỉ được hỗ trợ từ 3 đến 4 triệu đồng trên một tháng. Còn các nhân viên y tế khác như điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y, dược, y tế công cộng chỉ được hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng trên một người trên một tháng. Thấp nhất là nhân viên y tế khu phố tại các phường và thị trấn được hỗ trợ 477 triệu đồng trên một người trên một tháng.